Tiếp tục chuỗi video cách sử dụng thuốc hiệu quả, hôm nay EZTV hướng dẫn sử dụng thuốc fluconazole để giúp cho các bạn dễ hiểu hơn so với lý thuyết. Fluconazole là một thuốc kháng nấm có nhiều dạng dùng khác nhau, nhưng video này EZTV nói đến là dạng dùng đường uống mà thôi. Với các hàm lượng thông dụng từ 50mg, 100mg, 150mg và đôi khi có đến là 200mg, fluconazole có tác dụng chống nấm do làm biến đổi màng tế bào, làm tăng tính thấm màng tế bào, nên làm thoát các yếu tố thiết yếu như là các ion. Fluconazole tác động bằng cách ức chế cytochrome B450 và 14-alpha-dimethylase, ngăn chặn tổng hợp ergosterone và sterone chủ yếu ở màng tế bào nấm. EZTV có nói về dược lý nhóm thuốc kháng nấm rồi, các bạn có thể xem lại video này trên kênh YouTube EZTV. Thì dựa vào cơ chế, fluconazole thường được chỉ định trong các trường hợp nấm ngoài da tại các vị trí, ví dụ như là nấm toàn thân, nấm bẹn, nấm móng, nấm candida ở da. Ngoài ở da còn được sử dụng trong trường hợp nấm candida ở âm đạo hay là bao quy đầu. Với liều dùng cũng tùy theo khu vực mà điều trị. Ví dụ đối với lan ben thì sử dụng 300mg nhau một lần trong một tuần uống và điều trị tầm là 4 tuần. Còn nấm móng cũng sử dụng một tuần một viên 150mg, sử dụng cho đến khi là móng mới được thay thế hoàn toàn. Còn đối với liều dùng trị nấm ở đường sinh dục như là candida âm đạo thì liều dùng là 150mg mỗi 3 ngày và có thể điều trị trong vòng 6 tháng. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc fluconazole. Thứ nhất là thuốc fluconazole dạng uống chỉ sử dụng cho người lớn từ 12 tuổi trở lên, không sử dụng cho trẻ nhỏ, cũng như là không sử dụng cho phụ nữ mang thai, nhưng có thể sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú và phải ngưng bú trong quá trình điều trị. Thứ ba là thuốc có rất ảnh hưởng đến chức năng gan, nên cần phải bổ sung các viên uống bổ gan để giúp cho lá gan khỏe mạnh hơn. Thứ tư là thuốc fluconazole ức chế CYP450, mà CYP450 tham gia quá trình chuyển hóa nhiều thuốc khác, nên cần dùng fluconazole tránh xa các thuốc khác trong quá trình điều trị. Để xem trọn bộ video của chúng tôi thì các bạn có thể vào website eztv.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!